Terima kasih, guys. Bà đi đi. Nhưng mà nắng không sao, bà đi được mà. Vâng, nhưng mà nắng thế bà đi đi nó đợi là sao bà làm. Nó vẫn cao nhưng mà vẫn ngủ dễ bằng. Ừ, biết nào, nào thì không á. Làm từ từ bà. Vì nắng ngày mai bà ở nhà, con không đi làm. Ừ, con làm không bị nhanh. Làm cùng cho nhanh. Con còn trẻ nên con làm được. Nắng có gì cả đâu chứ. Ừ. Làm rồi đây. Quá đã vào nhà thôi rồi. Sao đâu mà. Nó đi. Nó cắt. Con đi hái dưa đấy. Ra kia hái dưa đấy. Nào. Nhiều lắm, chắc hôm nào con hái đi bán. Hái đi bán, bà tụi mình nhiều mà. Ăn không hết được. Ngon thật, dưa nương này ngon mà. Tận gọn còn thơm lắm rồi. Dưa sạch. Ngon lắm bà. Hôm nào con hái đi bán. Con hái đi bán. Con nhiều mà, bà không nhiều. Nhiều. Bán dưa nữa. Con, no rồi. Nắng nó bà ngồi đây nghỉ mát cho con đi làm.
Là không đi nữa, con sẽ đi làm nữa. Mà đi làm thì sao? Nhưng mà nắng lắm. Nắng được mà. Bình thường à? Đang nghe chị đang nghỉ nhá. Không sao đâu, cố làm. Bà thì sao em? Anh ơi, không em với, không biết bà em đi làm sao rồi. Không ôi, thời tiết nắng quá. Bà thôi đi làm này. Mau, chắc bà bị cảm nắng ấy. Mau đưa bà về thôi. Anh hộ em ơi. Đây này thì anh cõng về. Nhanh lên, mau đưa bà về nhé. Ê, cho bà làm đi. Đỡ bà đi. Anh ủng hộ em ngồi, ủng cho bà. Đỡ bà làm đi. Bà nóng lắm ấy. Bà ơi, bà, con sợ. Bà bị thả nắng, chắc không sao đâu, một tí nữa bà tỉnh lại đâu. Không phải sợ đâu em ạ. Mệt quá, gặp anh không thì em không biết nhờ ai ấy. Bà đừng có bị làm sao nhé. Con không biết làm thế nào đâu bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà. Bà ơi. Bà đừng làm con sợ bà ơi. Bà. Ôi bà tỉnh ở mây quá bà ơi. Bà làm con sợ lắm bà. Con bảo rồi nắng quá. Bà đừng đi làm mà bà cứ theo con đi ấy. Bây giờ con đi lấy nước cho bà uống nhé. Ba, con đỡ bà lấy nước. Con bảo rồi nắng quá, bà đừng có đi theo con rồi bà cứ đi. Bà thấy con lấy thế nào không? Đỡ, đỡ, đỡ. Bà nằm đây. Bà nằm đây nghỉ nhé, để con đi nấu cháo. Thank you.
Ba ơi, ra đây ăn cháo. Em chỉ đỡ ra đây. Bán cháo. Ba có thấy đỡ hơn tí nào không? Đỡ hơn. Khỏe. Lần sau nắng bà đừng theo con đi làm.
dưa. Có để rau không không? Đây, nó làm được ít ngô đấy. Sáng nay con đi ra con lấy được một ít nên con mang nhiều có cá. Chứ chưa còn nhiều. Ngon hết, ừ, ngon nhỉ. Con mang dưa của mình, ngon lắm. Sao con đi được? Ngon hết rồi là, tiếc lắm. Thì tiếc lắm á. Mất bao nhiêu công sức? Tập gà lên, giờ không có gì ăn. Ngoài mình từ bên dưới mình trồng trước, còn được một tí. Mai con đi chặn hết con cá ăn hết. Nhận được cho cá ăn thôi, không chỉ thiết lắm. Cô gái ấy bây giờ nó không ra bắp được, nó hỏng hết rồi. Không biết làm thế nào. Ba con đem dưa đi bán cho bà nhà nhé. Được, con đem đi bán, đi cẩn thận nhé. Vâng. Bây giờ rồi, chị ăn nó non thì nó ngon. Bao nhiêu tiền gì? 200 rưỡi. Thank you.
Mẹ chắc là quẹt giờ có thì không đi. Ô mày nó rủ hôi đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
làm khô không? Nó khô. Càng khô. Thank you.
Con làm vài nghỉ ngơi, cả đang cúng chưa khỏi. Con làm nghỉ khắc làm vất vả lắm. Sao con làm được? Bác không làm thì con làm, vào nhà nghỉ ngơi đi. Bà đi vào đi. Hôm nay ốm lại.
giao thì sẽ có nốt.